Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 1, từ câu 14 đến câu 20. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilee rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng." Người đang đi dọc theo biển hồ Galilee thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Jacobê, con ông Zebedê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Zebedê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Quý vị và các bạn thân mến, Gioan Tẩy Giả hoàn thành sứ mạng. Ông bị Herode bắt tống ngục và chờ ngày trảm quyết. Vai trò ngôn sứ cho Đấng Cứu Thế được hoàn tất khi Gioan đã giới thiệu Đấng Cứu Thế cho người Do Thái. Cuộc đời vị tiền hô kết thúc. Gioan chết vì ông không chịu im lặng. Ông lên tiếng, ông giảng tin mừng, ông ngăn cản Herode làm chuyện vô luân. Ông cảnh báo người Do Thái, những biệt phái, luật sĩ và thói giả hình giả bộ, kêu họ phải ăn năn sám hối thật lòng chứ không phải đóng kịch. Gioan chết, Chúa Giêsu liền xuất hiện. Người xuất hiện trong vai trò mới, không phải giới thiệu cho ai, không phải làm tiền hô cho ai nữa, mà chính người là Đấng Cứu Thế như Gioan đã loan báo. Sự liên tục này làm cho chúng ta thấy tính liên tục của sứ mạng giáo hội. Không thể đảo ngược tiến trình loan báo tin mừng vì lý do gì? Vì nội dung tin mừng là chính Chúa Giêsu, chính người phải được loan báo. Dù chúng ta là ai, các nhà truyền giáo là ai, Gioan hay Phanxicô, dòng tên hay dòng Đa Minh, hội thừa sai hay là hội nào, trong tất cả đều chỉ có một nội dung tin mừng là loan báo Chúa Cứu Thế cho mọi người. Thế nên, trong bí tích rửa tội, chúng ta được ủy thác sứ mạng ấy trong chính bản chất của bí tích. Là Kitô hữu, chúng ta phải mang trong mình chức vụ ngôn sứ. Chúng ta có bổn phận phải nói về Chúa Giêsu cho anh chị em chúng ta. Không chỉ nói cho những người chưa tin mà thôi, vì đó là bổn phận mà chúng ta phải nói cho những người chưa hiểu. Có thể nhìn việc đó trong khía cạnh giáo dục đức tin cho con cái, trong tư cách nhà hướng dẫn, người đỡ đầu, thầy giảng hay là các giáo lý viên. Tính liên tục trong việc rao giảng tin mừng này, chúng ta còn nhìn thấy qua việc tuyển chọn các tông đồ của Chúa Giêsu. Người muốn công việc đó phải được tiếp nối liên tục, không thể bị gián đoạn. Chọn cho mình những môn đệ đầu tiên từ những người trải lưới chân phương, chọn cho mình cộng sự từ nhiều lứa tuổi khác nhau và sau này nhiều địa vị và ngành nghề khác nhau nữa, để làm thành cộng đoàn tính duy nhất và cùng loan báo Chúa cho muôn dân. Việc loan báo rõ ràng muốn tiếp tục và tiến lên cần phải có định hướng, cần phải có sự cộng tác và chương trình. Chúa Giêsu đã phác họa lên cho chúng ta lộ trình chuẩn mực đó để chúng ta nhìn thấy mà thực hiện trong sứ vụ của mình hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cũng được Chúa chọn để làm môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con tiếp nối sứ mạng loan báo tin mừng của Chúa cho anh chị em chúng con. Amen.